Khi làm video này thì cá nhân tôi rất là vui anh em ạ, bởi vì là đây là một cái chiếc đồng hồ mà tôi rất là tâm đắc, cũng như là muốn nhanh để làm cái video để gửi đến tất cả các anh em một cái phiên bản đồng hồ rất là giá trị này. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi sưu tầm được. Cá nhân tôi thì biết chiếc đồng hồ này rất là lâu rồi mà cũng không có cơ hội để mà sưu tầm. Và nhân cái việc mà tôi sưu tầm đồng bản đồng hồ giá trị này thì tôi muốn gửi đến tất cả các anh em một trong những cái chiếc đồng hồ rất là đẹp anh em nhé. Và anh em nhìn cái chiếc đồng hồ này là một trong những chiếc đồng hồ rất là độc đáo anh em ạ, đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng Huile. Và chiếc đồng hồ này có một cái thiết kế từ cái hình dáng bên ngoài đến tất cả mọi thứ, nó đều là những cái bản đồng hồ phá cách và không rất là độc cực kỳ luôn. Và đây cũng là lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam mình mà em muốn gửi đến tất cả các anh em ở dưới sưu tầm xem cái bản đồng hồ này nó có những cái nét đẹp gì và nó cái giá trị ở đâu. Đây là một cái thương hiệu đồng hồ mà khi nhắc tới thì tất cả các anh em giới sưu tầm ấy đều biết đến anh em ạ, một phiên bản đồng hồ Huile. Và cái thương hiệu Huile này cách đây độ khoảng 3 đến 40 năm ấy thì anh em có thể bán cả suốt đất để mới mua được một chiếc đồng hồ Huile này anh em ạ, bởi vì cái giá trị sưu tầm, cái giá trị thời gian nó rất là cao anh em nhé. Và bản Huile này thì nó càng độc đáo hơn những cái bản đồng hồ Huile khác, bởi vì từ những cái thiết kế bốn chân càng này đến một cái dial nền mặt kiểu đúng như hình trái tim luôn anh em ạ. Và đây là một trong những cái kiệt tác của thời gian, nền mặt dial nền mặt xanh la vi, màu xanh rất là đẹp anh em nhé. Các cọc số anh em thấy không, các cọc số nổi này nó làm như những viên đạn tròn, nhìn nó rất là đẹp. Và điểm nhấn của bản đồng hồ này đó chính là ở tại vị trí 12 giờ thì có một cọc số được đính viên kim cương nhân tạo rất là sang trọng anh em nhé. Anh em đã nhìn thấy cái bản đồng hồ nào độc đáo như thế này chưa? Khi mà không nắp dây thì nó sẽ như thế này, anh em có thể đeo dây da cũng được. Và đây là một cái sợi dây chun nguyên bản từ bên nước ngoài về anh em nhé. Mà bản dây chun này thì bọc vàng, màu vàng giống như cái màu của cung vỏ của bản đồng hồ Huile giá trị này anh em ạ. Và anh em nhìn cái điểm nhấn từ cọc số 3 giờ sang 9 giờ nó như kiểu có một cái tia sét hoặc là cái tia chạy của dòng điện, nhìn nó rất là thú vị anh em ạ. Đáy của nó thì cũng có này. Và đây là bản Huile Vetura Smart. Cái chiếc đồng hồ này bộ máy có con lên dây anh em nhé, mỏng dính như thế này này. Không phải nó chạy pin đâu anh em ạ, nó là bộ máy cơ con lên dây. Bộ máy bên trong của nó ấy, vàng và nhỏ, bộ máy cũng rất là chất lượng anh em ạ. Và tí nữa em sẽ cho anh em xem cái bộ máy của bản đồng hồ Huile này Vetura, rất là đẹp anh em ạ. Và cái bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 28-27,5mm. Và chiều dài, thực ra là chiều dài của nó là 36. Thực ra là những cái bản đồng hồ dáng tay như thế này, những cái bản đồng hồ sưu tầm hồi xưa như thế này thì size của nó thì chỉ như thế này thôi anh em ạ. Và anh em có thể tìm hiểu trên mạng, tất cả các trang mạng thì anh em sẽ biết những cái dòng đồng hồ Vetura này. Và nhất là cái dòng này là cái thương hiệu Hamilton là nổi tiếng, nó làm ra một bộ sưu tập của cái dòng khung vỏ này anh em nhé. Và cũng lần đầu tiên em mới nhìn thấy một chiếc Huile mà nó có hình dáng như này anh em ạ, rất là độc đáo anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem, nhìn nó rất là hay điệu và nhìn nó rất là đúng là vintage anh em ạ. Và người Tây ấy, nhất là người Mỹ rất là thích đeo những bản đồng hồ vintage này. Tay của họ có thể là to hơn gấp đôi của tay mình nhưng họ vẫn đeo những bản đồng hồ vintage nhỏ như thế này và size nhỏ, chứ họ cũng không đeo những bản đồng hồ to đâu anh em ạ. Bởi vì những người chơi đồng hồ cổ sâu ấy thì người ta mới biết được cái giá trị của những chiếc đồng hồ cổ vintage nó độc đáo như thế này anh em ạ. Và anh em nào mà quan tâm đến cái chiếc đồng hồ độc đáo này thì anh em hãy gọi điện để em tư vấn thêm. Em sẽ không báo giá chiếc Huile này trên video này bởi vì đây là hàng sưu tầm anh em nhé. Và
chiếc quy này này thì được em đựng trong cái hộp, một cái hộp rất là sang đó, anh em thấy không, bên trong lóc nhung rất là tiện lợi đó. Và anh em nào quan tâm thì anh em hãy nhanh tay gọi điện để chốt được chiếc đồng hồ này nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã xem và theo dõi video này.